Ok, chào anh em. Lời tiên xin chào tất cả các anh em câu cá từ miền Trung Quốc. Hôm nay tôi gửi cho anh em một clip gồm một ít cần câu nha anh em. Thì đa phần những cây này sẽ là những cây cần chuyên quen cho anh em nào câu ngâm, đó, câu lăn xê. Đây, có những cây Daiwa Kenjaki nè, đó. Cây này thì 2m7 ba đọt, 2m7 hai đọt. Đó, có những cây cắm gốc nè, chuyên về cho anh em câu trên ghe, trên bè nhé. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mình xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip ship lên á thì anh em gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Để gửi mọi người cây cần số 1. Thì cái số 1 gửi với mọi người là một cây cần của hãng Suzumi nha mọi người, một cây cần Suzumi. Thì Suzumi là một hãng cần đến từ thị trường Hàn Quốc nha anh em. Đó, Hàn Quốc họ xuất ra thị trường Nhật. Cần này là cần carbon. Đó. Phen là phen Fuji loại xám. Đây anh em. Bass là bass hãng nha mọi người. Thì đây một cây cần 2m7 chia về cho anh em nào câu lăn xê nhé, câu lăn xê, câu ngâm, câu cha, câu cá chép, đó. Câu trôi. Đây, phôi là phôi carbon sẵn nha mọi người. Gốc này gốc nó dạng sẵn ít nhé. Đây anh em thấy nó sẵn sẵn nè. Thì cây này cứng 50, dài 2m7, rất là chuẩn về cho anh em câu ngâm, câu lăn xê nhé. Rất là đẹp. Cần này thì nguyên zin, phôi keo chỉ thì ok hết ha, không lỗi lầm gì em mọi người. Cái hãng này thì anh em đánh thì cũng rất ok, rất là xịn sò nha anh em. Sẵn nha mọi người, có sẵn. Ngoại hình cần này đẹp nhé, ngoại hình cơ tầm khoảng 90-93% thôi. Thì cái này nặng là 380g, 88g, đọt 2 ly, đọt 2 ly 6 và 27 cứng 50. Rồi, giá công khai cây số 1 giá sẽ là 700 người, 700k còn ship cây số 1. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 gửi cho mọi người là một cây cần 2m7 hai đọt nha mọi người, 2m7 hai đọt. Đây. Một cây đến từ thương hiệu của Alpha Taco. Cây này cũng sản xuất tại Korea nha anh em, đã mới Korea. Cây này chiều dài là 2m7 hai đọt và hai đọt cứng khác nhau nha mọi người. Đây. Một đọt cứng là 30-50, một đọt cứng là 50-80. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon, đọt cái này sẽ là đọt tháp. Bát là bát Fuji. Đó. Đây. Phen là phen Fuji. Phôi là carbon sẵn nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Đây. Keo chỉ phen thì nguyên zin ok hết nhé. Cần tổng thể ngoại hình thì có xây xác ít thôi nha nè. Đây đọt tháp. Tăng độ chịu tải của cây cần lên nha. Đó. Cần thì đảm bảo với mọi người là nó không dập, không bể, phen không hư. Đó. Thì xây xác thì đây là những cây cần qua sử dụng thì tổng thể ngoại hình có xây xác nha. Đây, phôi gắn sẵn rất là đẹp nha mọi người. Đây, xây xác nha. Cái này thì không ảnh hưởng gì đâu. À, anh em câu trải nghiệm vẫn là ok. Đó. Cây này về anh em câu ngâm. Đó, chỗ nào anh em cần tải chì lớn á, thì anh em câu đọt cứng, cho là anh em cần tải chì yếu á, thì anh em câu đọt mềm. Thì cái này nặng là 387g, đọt 2, dài 2m7, đọt 2 ly 2, á, đọt cứng sẽ là 30-50, đọt 2 ly 6, đọt cứng sẽ là 50-80 nhé. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 800 nha anh em, 800k cộng ship. Đó. Quá ok, rồi cây cần, một cây cần, bon. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi cho 10 vẫn là một cây cần 2m7 nha mọi người, một cây 2m7. Và cây này sẽ có là 3 đọt nha anh em. Đó, một cây 2m7 3 đọt nè. Đó, rất là xịn sò luôn. Phôi vẫn là phôi carbon nha mọi người, phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng luôn. Rất ok nha. Đây, phôi carbon sẵn. Thì cái này 3 đọt, một đọt cứng là 30-50, 50-80 và 80-120 anh em. Đó. Đây, phèn Fuji nhé. Cần thì vẫn vậy, bao cho anh em mọi lỗi lầm. Đó. Thì bán hàng thì vẫn cho anh em kiểm tra hàng trước nhé. Đó. Cứ anh em tháo ra kiểm tra, thấy cần lỗi chỗ nào thì báo shop, shop nhận lại liền. Đó. Cần thì sẵn rất là đẹp, thôi cần bao sẵn nha mọi người. Cây này thì đó là đọt, vẫn là đọt tháp nhé. Đọt tháp, dài 2m7. Đây, đọt tháp nha anh em. Đọt ở đây. Đó.
Ok nha mọi người. Tổng thể ngoại hình thì có xe xác đây đương nhiên, nhưng mà phôi thì rất là chắc như này. Ngoại hình này theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó rơi tầm khoảng 90% nhé, còn rất là ok. Phôi sẵn đẹp, lung linh, rất ok. Keo chỉ nguyên thì cái này dài là 3 m, nặng là 334 g, dài 2m7, đọt 1 ly 7, đầu cứng sẽ là 30-50, đọt 1 ly 8, đầu cứng sẽ là 50-80, và đọt 2 ly, đầu cứng sẽ là 80-120. Rồi giá công khai cây số 3, giá là 900 nha, 900 cộng ship cây số 3, 3 đọt nhé, một cây cần xe. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 gửi cho mọi người là một cây cần, vẫn là một cây cần 2m7, 3 đọt, và cây này nó còn cái túi đi theo cần luôn nha anh em, túi đi theo cần luôn, và cây này một cây rất là xịn. Đây anh em nhìn vô thì đã biết cây này là cây carbon, mà dạng carbon thay da nha anh em, sáng ít. Loại này thì nhìn rất là đẹp, cây này ngoại hình nó cũng rất là mới luôn. Đó, ngoại hình cây này ra tập khoảng 93-95% nhé. Đây anh em, cây này thì 3 đọt, một đọt là 30-50, 60-80 và 100-120. Phôi là phôi carbon, phen là phen Fuji, đỏ xám. Đây sẵn ít nha, sẵn dạng sẵn quậy cá, bát là bát Fuji, càng rất là đẹp. Đó, xin cho quá ok. Hai mét bảy anh em, 2m7, đọt vẫn là đọt thấp nhé, tăng độ tải và chịu lực của cây cần lên. Đây cần rất là đẹp. Cây này thì đánh giá cảm quan cá nhân thì 93-95%. Đó, keo chỉ ok. Đây, rất ok nhé, sẵn nhít carbon. Cây này anh em về câu lăng xê, câu ngâm thả ra luôn. Đó, 3 đọt tùy theo địa hình và địa điểm anh em câu. Đó, ra nắng thì cây này rất là xịn nha anh em, sẵn tiết thì cây này nó sẽ nặng là 348 g, đọt dài 2m7, đọt 1 ly 7, độ cứng sẽ là 30-50, đọt 2 ly 2, độ cứng sẽ là 60-80, và một đọt 1 ly 4, độ 2 ly 4 nha anh em, đọt 2 ly 4, độ cứng sẽ là 100-120. Giá công khai cây số 4, giá là 1.1 triệu nha anh em, 1.1 triệu cộng ship cây số 4, một cây cần mới và 3 đọt thế này thì quá ok nha mọi người. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người một cây hàng hệ nha anh em, một cây hàng hệ thì đây một cây cần hàng của hãng Daiwa, một cây Daiwa nội địa nha anh em. Đây một cây Daiwa nội địa, anh em thấy gốc thì anh em đã biết đây là một cây cần Daiwa carbon wicker, loại carbon sáng ít nha anh em. Đây đây sáng ít nha, sáng ít mà sáng đen, carbon đen, phôi là phôi sáng ít carbon, phen là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji tam quang. Sáng ít nha, cái cây này rất là bền. Đó, bền bỉ sáng ít thì cây này cứng 50 và 27 giống người, cứng 50 và 27 cho anh em về câu lăng xê thả ra luôn. Đó, sẵn ít nha, càng thì ngoại hình còn rất ok. Cái đọt của nó sẽ là đọt sẵn caro này mọi người, carbon rất là dày nha. Đó, chịu lực cực kỳ cao. Bu của cái cần này là sẽ là bu xít nha nè, bu xít màu chày. Đây rất là đẹp cái cần carbon wicker đây qua. Một cái hàng hệ sẵn hai da rất ok. Ngoại hình cái này thì tương đối ok nha em, không có sự xác gì nhiều, tổng thể ngon lành. Rồi cái này nặng là 335 g, đọt 3 ly 1, đọt cứng 50, dài 27, giá công khai số 5, giá sẽ là 950k nha em, 950k cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần được gọi là tương đối whip nha mọi người, tương đối whip ở phân khúc của cần cầu ngâm. Thì đây một cây cần Daiwa Kenjaki nè mọi người. Đó,
đây một cây đây qua cây nha kỳ phôi sáng ít đỏ như này phôi cây lát đây nè sợ cắp lên mọi người đây rất là đẹp nhá. Thì đối với cây cần Kenyaki này thì cái gốc này nè mọi người đa phần nó sẽ xây sát, nhưng mà đây mình nhặt về cây này nó rất là đẹp nha em, gốc này còn rất là mới luôn nè. Đó, quay cho anh em xem. Đó, nước sơn gọi rất ok. Phen là phen Fuji dạ quang nha mọi người, phen dạ quang, phôi là phôi sáng ít phôi đỏ. Đó, rất là xịn nha, bát là bát Fuji tam quang. Chẳng thế này thì còn gì bằng nữa mọi người, rất là đẹp nhé. Cây này cứng 30 dài 27 anh em, cứng 30 dài 27. Cây này anh em câu lăng xê, câu cảm giác mà còn gì bằng. Đó, anh em câu cá chép, cá trôi, câu cá cha, cá chê, câu cá chim. Phèn rất là đẹp nhé. Bu đây, bu cũng dài quang nha mọi người, bu dài quang. Phèn thôi chuẩn chỉ hết. Đó, rất ngon lành. Đây nó có xước mổ đây một tí thôi nè, giờ trong quá trình vận chuyển gì nhiều quá mọi người. Rất là ok cây cần. Thì cái này nặng là 350g, đọt 2 ly 3, cứng 30. Thì cây số 6 dài hết 7, giá công khai cây số 6 giá 1.600.000 nha này, 1.600.000 cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 thì nó còn tuổi luôn nha mọi người, mà một còn tuổi luôn. Thì đây là một cây cần của hãng Shimano. Đó, một cây hàng nội địa luôn nhé, một cây Shimano. Thì cây này thuộc dạng mình lấy quê thì nó dạng hàng trưng bày nha mọi người, hàng trưng bày cần rất là mới. Đây phôi là phôi carbon, đây này gốc, cái gốc cán mút nó đây. Đó, đa phần những cán này anh em câu nhiều nó sẽ để đây, nó sẽ bị sình và bị dơ. Đây cây này còn rất là mới luôn nha anh em thấy không. Đó, phôi cây này thì sáng nhất đây khỏi bàn. Đó, Shimano một cây hàng khá là whip. Đây phen là phen Fuji lõi xám, phen chưa ra tên luôn. Đó, rất là đẹp nhé. Đây sáng nhất xịn trò. Bát là bát Fuji. Thì cái này sẽ là dài 2m4 nha em, dài 2m4 và đọt cái này sẽ là đọt pháp, đọt shop sẽ đi tinh tăng chịu tải với cần lên. Đó, rất là ok nhé. Đây phen đề ba nó đây. Rất là đẹp, bu xít màu chày nè, chữ rất là dày. Đây nè thấy không. Đó, thì cái này nặng là 220g, đọt 1 ly 6, độ cứng của cái này sẽ là độ cứng ra tầm khoảng 80 nha nè, độ cứng ra tầm khoảng 80 và độ cứng sẽ cứng đều vô trong. Đó, thì cái này 2m4 thì anh em câu lăng xê, câu ngâm, anh em thể câu trên ghe, trên bè thả ra. Anh em cái này thì về sưu tầm cũng rất là đáng, càng rất là mới nha anh em. Ngoại hình rất là ok đẹp. Rồi giá công khai cái số 7 giá sẽ là 1.300.000 nè, 1.300.000 cộng ship cái số 7. Tiếp theo cái số 8, cái số 8 gửi cho người vẫn là một cây càng con ngâm, một cây càng của hãng Alpha Taco anh em, một cây Alpha Taco. Thì cái này hàng của China xuất Nhật nha anh em, một cây hàng China xuất Nhật. Thì Alpha Taco thì làm cần rất ok rồi, anh em yên tâm. Phôi là phôi carbon nha, phôi carbon. Phen cái này đặc biệt sẽ là phen Fuji Sheet nha anh em, phen Sheet. Đây, mới bộ phen Sheet này thì rất là xịn rồi nha mọi người. Phen Sheet chân bớm. Thì cái này dài 1m8 thì chuyên về cho anh em là câu ngâm, câu trên ghe, trên bè nhé. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 80 đến 100 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Đây, phen dẫn trên đây sẽ là phen lạ nha anh em, rất là đẹp. Bu trong sẵn. Dài 1m9, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100, độ cứng nó sẽ cứng đều vô trong nha anh em, chứ không phải là dạng nó cứng đơ đâu. Đây, để test đọt cho anh em. Đó, 80 đến 100 mà đọt rất là nảy như thế này nè mọi người. Đó, thấy không? Đây, nó sẽ cứng đều vô trong nha. Đó, đọt này thì phát tín hiệu cá là còn gì bằng. Thì cây này tổng thể qua hình thì nó có dơ một tí, xây xát một tí. Đây cái mút nó bị dơ sình nè.
Cái cây này vì mình lấy về thì mình kiểm tra tổng thể không ok, không lỗi lầm gì thì mình đăng bán thôi. Nói chung thì mấy cây này mình chưa vệ sinh lại. Thì cái này nặng là 230 g, đọt 2 ly, độ cứng từ 80 đến 100, giá công khai cây số 8, giá là 800 luôn nha anh em, 800 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 gửi cho anh em là một cây cần hệ của Daiwa. Đây. Đây, một cây Daiwa carbon vít cơ, đó. Đây. Chuẩn hệ anh em, sáng nhất nhá. Đó. Cây này thì cũng còn rất là mới, độ mới cái này ra tầm khoảng 90-95%. Phôi carbon. Đó, một cây Daiwa thì cây này nó để là cứng 120 dài 2 m cho nên cứng 120 dài 2 m. Cần Daiwa carbon vít cơ. 2 m này thì anh em câu trên ghe trên bè, đó, chuẩn bị cho anh em câu trên ghe trên bè. Đó, cái này sản xuất tại Taiwan nha mọi người. Đó. Đó, đây, fan là fan Fuji lỗ xám, bát là bát Fuji tem vàng. Phôi là phôi sáng ít. Rất là đẹp. Keo chỉ thì ok nguyên zin nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Đó. Rất ok nha. Đây. Phèn rất là đẹp. Đó. Cái này dính bụi nha mọi người, thấy không? Cần về chưa vệ sinh luôn nha. Đó. Tem kỹ ok. Đọt cái này vẫn là đọt tháp nha anh em, đọt tháp để tăng chịu tải cái cần lên. Thì cái này nặng là 240 g, đọt 2 ly. Đọt 1 ly tư thôi. Để xem, để mình đo cái đọt này lại xem. Đọt cái này sẽ là 2 ly tư nha anh em, đọt 2 ly tư, độ cứng sẽ là độ cứng 120. Đó. Rồi, giá công khai cái số 9, giá sẽ là 900 luôn nha mọi người. 900k. Rồi, 900k anh em được một cái cần sẵn ít carbon thế này thì quá ok. Tổng thể của hình thì cần còn mới nhé, rất là mới. Rồi, tiếp theo cái số 10. Cây số 10 gửi cho mọi người một cây cần cắm gốc. Đó. Thì đây một cây cần cắm gốc của Daiwa. Đây mọi người, một cây cắm gốc của Daiwa. Đó. Cây này thì mình bán với giá thanh lý luôn nha mọi người. Đây, cây cắm gốc Daiwa. Fan là fan Fuji nhé. Fan là fan Fuji. Đây. Bát là bát Fuji. Đó, Daiwa. Cần thì còn rất là mới nha mọi người. Cây này phôi carbon và cần rất là mới. Cây này dài 1m9 nha anh em, dài 1m9. Đó, cắm gốc. Đọt vẫn là đọt thấp. Và cái này hàng của hàng Việt Nam xuất Nhật nha mọi người. Đó, tem mác đầy đủ nhá, mã code luôn. Đó. Chứ không phải là dạng hàng điểu đâu. Cần rất ok nha anh em. Thì cái này đọt thấp thì đọt nó đây, được quấn thế này. Đó. Được men Nhật quấn thế này. Đây. Đó. Thì cái này thì mình vẫn không kiểm tra, nó không biết gì trong đây. Đó. Thì test đọt thì mình test ok hết nha, đăng cho mọi người đây. Nhắn đọt 90 góc 90 độ này, nhắn thế này. Đó, nhúng luôn. Nói chung thì anh em về câu thả ra nhé, không ảnh hưởng gì đâu. Đó, buông chống sẵn. Đó, thôi nên mình mấy cái này không chắc ăn thì mình bán với giá thanh lý cho anh em thôi. Thì cái này nặng là 200 g, đọt 2 ly, cứng khoảng 50-80. Đó. Rồi, giá công khai cây số 10, giá 600 anh em, 600k cộng ship cây số 10, một cây cắm gốc ngoại hình mới, giá 600k, khá ok nhé. Tiếp theo cây số 11. Cây 11 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Misaki. Đây, một cây Misaki. Đây, cây này đặc biệt là fan của nó sẽ là fan nòng súng nha anh em, fan nòng súng và fan này là fan xít nhé. Đó. Đọt sẽ là đọt đặc. Đó, đọt đặc nha mọi người. Cán là cán mốt. Bát của cán sẽ là bát Fuji nè. Đó, bát Fuji tam hoàng. Phen là phen Fuji xít nhá, phen nòng súng. Mấy cái phen này anh em câu nhiều cá, kéo chì, kéo đồ thì nó rất là mượt nha anh em. Phen này nhìn rất là ngon và ngon. Đó, phen xít xứ bóng hết nha mọi người. Đó, phen xít xứ bóng. Đây, rất là đẹp nha. Đó. Keo chỉ cây này thì nguyên zin hết luôn. Đó, một cây cần cắm gốc. Thì cái này có chiều dài sẽ là 1m9 nha anh em, 1m9, chuẩn về cho anh em câu trên ghe trên bè nhé. Đây, fan xít hết nha mọi người. Buồn trống sẵn. Cần này câu rất là phê luôn mọi người. Đó, một cây cần đặt nguyên khúc, nguyên cây. Đó, cắm gốc. Fan xít thôi nha. Fan rất là ngầu.
Ngoại hình cái này thì nó tổng thể ngoại hình còn ok, nó có xây xát một vài điểm thôi, nhưng mà tổng thể cái phôi cái này thì rất là chuẩn nhá. Đó. Thì cái này nó sẽ nặng là 353 gram, đọt 2 ly 7, dài 1m9. Thì cái này đầu kính sẽ là 50-80, giá công khai cây 11, giá là 800 nha nè, 800k cộng ship cây 11. Đó. 800k này chắc lấy bột phen là ngon lành đúng không mọi người. Đó. Tiếp theo qua đây. Qua đây sẽ là cây 12. Cây 12 lên cho mọi người là một cây cần, vẫn là một cây cần cắm gốc. Đó. Thì cây này còn túi nha mọi người, đây túi nó đây. Đó. Cây này thì còn rất là mới. Cây này thuộc dạng hàng tiễn đây. Đó. Rất là mới nha anh em. Thì đây một cây cần cắm gốc đến từ hãng là Alpha Taco. Đó. Thì cây được sản xuất tại China nha anh em, China xuất trên thị trường Nhật. Thì cây này độ cứng sẽ là 120 và dài 1m8, đọt sẽ là đọt đặc nha anh em, đọt đặc. Phen là phen Fujitsu, phen lòng súng đây. Đây. Phen rất là đẹp. Cây này về thì rất là đẹp nha anh em. Đây. Phen ship nhá. Bát là bát Fuji. Tổng thể phôi thì không còn gì phải bay, rất là đẹp đi cả. Thì cái này nặng là 330 gram, đọt bọc đi 8, dài 1m8, độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 120 nhé. Đây, rất là đẹp nha. Nói chung là ngoài độ mới cái này ra tầm khoảng 95-93% nha mọi người, rất là mới. Một cây cần chuyên về cho anh em mà câu ngâm. Rất ok cái càng nha anh em. Đó. Cầu trên ghe trên bè thì mấy cái này còn gì bằng. Ngoại hình mới, phen chuẩn chỉ hết. Đó. Thẳng tít luôn. Đó. Sứ thì sứ nó bóng lưỡng, sứ xít mà. Rồi, giá công khai cây sổ cái mấy mười mấy ta. Cái 11 rồi, cái 12. Giá là 1,4 triệu nha anh em. 1,4 triệu cộng ship cái 12, một cây càng rất là mới nha. Mới và đẹp. Tiếp theo cây 13. Cây 13 gửi cho mọi người một cây cần chuyên về cho anh em săn hàng. Đó, một cây săn hàng chuẩn chỉ săn hàng luôn. Đó. Cây này anh em có thể câu tra thịt cũng được, rất ok. Đây một cây cần của hãng Daiwa. Đây một cây hàng cực kỳ hãy. Thì cây này một cây Daiwa Tournament nha anh em, một cây hàng Daiwa Tournament. Đó. Đây. Đây đây anh em. Đó. Ok, Daiwa Tourman. À, đây. Thì anh em biết Tourman là một hàng Galaxy của Daiwa rồi. Thì cái này cứng 200 và dài 2m7 nha nè. Cứng 200 2m7. Cái này về cho anh em nào câu biển nè, câu tra thịt nè, câu tra giải nè, đó. Đánh bạo lực. Cái này siêu bạo lực rồi, rất là cứng. À, định vị nè mọi người. Đó. Cái này thì ngoại hình nó có xây xát nhưng mà tổng thể phôi thì ok. Bát là bát hãng luôn, phôi là phôi sáng ít nha nè, hàng đại qua cho mình là phôi rất là xịn nhé, phôi sáng ít. Cái này thì phôi thì mình bao với anh em luôn, bao xịn luôn, bu chống sắn, bu xít luôn nha, cái bu đây rất là dày, bóng lưỡng. Phen cái này sẽ là phen biển hết nha mọi người, phen biển, đây, phen biển là phen xít hết nha. Đó. Đó đây. Đây cũng vậy, phân biển phân xích hết. Cái này chuẩn về đến bạo lực săn hàng. Coi đẹp hết nha mọi người, coi đẹp hết luôn. Không còn gì phải bàn. Thì cái này nặng là 539 gram, đọt 4 ly 1, dài 2m7 và cái này đầu cứng sẽ là 200, rất là cứng. Đây, mình nhắn nó không cong luôn nha mọi người. Đó, nãy mình đè cây kia thì nó sẽ cong thành chữ C cho anh em, cái này thì đè nó nhúc nhích một tí thôi, rất là cứng. Cây này cây 13 giá 1,3 triệu nha này, 1,3 triệu một cây về cho anh em săn hàng nhé. Tiếp theo qua đây. Và đây là còn ba cây cuối cùng, cây 13, cây 14, 15, 16. Ba cây này sẽ là ba cây hàng hệ nha anh em. Ok, đi gửi mọi người cây số 14. Thì cây số 14 gửi cho mọi người một cây hàng khá là VIP. Đó. Thì đây một cây hàng Shimano, hàng nội địa nha anh em.
mình nôm nội địa. Đây. Đây. Sẵn thế này thì còn bằng. Thì đây là một cái Shimano Arrow. Đây. Hàng gọi là cao cấp nhất dạng về xét về con ngâm thì hàng Arrow này là dạng cao cấp nhất của Shimano nha anh em. Đây, main span. Có sẵn nha. Phen là bu, phen là phen Fuji. Bu là bu xít nhá. Phen Fuji đỏ xám nè. Cây này một cây ba khúc nha mọi người, một cây ba khúc. Carbon thì sẵn găng guốc rồi, khỏi cần phải bàn. Cần thì đã qua sử dụng có xe xác ít điểm nhá. Đây. Sẵn rất là xịn. Sẵn từ gốc đến ngọn luôn. Mấy cái này đánh là độ nảy, độ cảm giác cực kỳ luôn mọi người. Cái này 3m6 cứng 50 thì chuyên về cho anh em câu răng xe, câu cá chép, câu cá trôi, câu cá cha, cá chim, cá chê cũng rất là ngon nhé. Thì cây này nó nặng là 420g, dài là 3m6, cứng 50, đọt của nó sẽ là 2 ly 2 nha mọi người, đọt 2 ly 2. Đây, cái gốc của nó, cái miếng dây là nó làm cái điểm cao su nha anh em, rất là chắc chắn. Cái này sẽ là anh em cột cái dây và dây đai bảo vệ cần vô. Cần thiết kế rất là đẹp. Rồi, giá công khai 14, giá là 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu cộng ship cái số 14. Tiếp theo cây số 15. Cái 15 gửi cho người quản là một cây Shimano nha mọi người, cây Shimano Arrow. Quản là cây này quản là sáng ít nha anh em, sáng ít. Sáng ít mà nó dạng nó có phủ một lớp xinh trắng á mọi người. Mọi người nhìn khó thấy nhưng mà gờ tay thì nó sẽ thấy. Nhìn ở ngoài dễ thấy không? Đây, dạng sáng ít thế này. Phen là phen Fuji lỗ xám nha mọi người. Phen Fuji xít nhá. Phen Fuji xít, phen bóm. Bass là bass của Shimano, bass là Fuji. Thì cái này cứng 30 thôi nha anh em, cứng 30, dài 3m3, vẫn là một cây hàng của Arrow, rất xịn nha, phen xít hết. Cái này thì vẫn chuyên về cho anh em là câu cảm giác thôi, câu cảm giác, câu lăng xê, câu cá chép, cá trôi, câu cha, câu chim, câu cá chê, rất là ngon. Cái cây Arrow này thì voi rất là chất lượng nha anh em. Đây, sẵn găng guốc nha. Cây này thì ngoại hình nó có xây sát một tí. Đó. Gốc phải làm đi, vẫn có đài bảo vệ cần nè. Càng như đây là cao su. Rất là xịn. Thì cái này nặng là 330g, 305g, đọt 2 ly. Rồi, giá công khai cái số 15. Giá là 1.3 triệu nha anh em, 1.300k cộng ship cái 15. Tiếp theo cái cuối cùng, cái 16. Cái 16 là cho người vẫn là một cây cần tương đối grip. Thì đây là một cây cần của hãng Gamakatsu. Đây, một cái hãng câu cá là nổi tiếng của Nhật. Gamakatsu, hàng nội địa nha anh em. Cái này nội địa. Phen là phen Fuji xít, phen lá. Chân đen lõi Fuji. Đây. Cái này vẫn chuyên về cho anh em câu lăng xê nha, câu lăng xê, câu ngâm. Bát là bát hãng luôn mọi người, bát Gamakatsu. Càng rất là xịn nha. Phôi là phôi carbon nha anh em, phôi carbon. Thì cái này cứng 50, dài 3m6 nha. Cứng 50, dài 3m6. Phen keo chỉ thì chuẩn nguyên zin này, không lỗi lầm gì hết. Hàng Gamakatsu thì khỏi phải bàn về chất lượng nha anh em. Rất là xịn. Rất là đẹp. Tìm. Thì cái này dài nặng là 394g, dài 3m6, đọt là 2 ly 4, độ cứng 50. Giá công khai 16, giá 1.4 triệu luôn nha anh em, 1.400k cộng ship cái 16. Đó. Rồi, đó tổng cộng 16 cái cần lên trong người hôm nay. Nếu mời ưng cái nào có thể chốt, đây là shop thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Hoặc mọi người có thể liên hệ với số điện thoại shop để góc này màn hình. Rồi, cảm ơn mọi người.